Stardust NFT Hero là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi đầu tiên được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum với lối chơi là thế giới mở GTA hoặc Cyberpunk, sự kết hợp giữa NFT, Metaverse, cơ chế Play to Earn và đồ họa tốt nhất từ trước đến nay. Stardust NFT Hero là một dự án NFT độc đáo với nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Dự án sẽ mang đến cho người dùng thật là nhiều cơ hội để kiếm tiền bên cạnh Galaxy Taking. Mặt khác, Stardust NFT Hero là một trò chơi bao gồm nhiều người chơi trong một vũ trụ rộng lớn. Trò chơi lấy bối cảnh siêu không gian, nơi mà những tiến bộ khoa học công nghệ đã phát triển một cách vượt bậc. Trò chơi cung cấp cho người dùng nhiều kịch bản chơi game. Stardust là một trò chơi có giá trị và là một thế giới mở. Mỗi người chơi không chỉ có cơ hội say mê với thế giới trò chơi mà còn có thể kiếm được tiền thật và kiếm được những người bạn mới. Stardust NFT Hero cho phép người chơi kết hợp với những người khác để có thể thực hiện được những nhiệm vụ khó khăn. Đây là một sự kết hợp giữa công việc và nền công nghiệp giải trí. Stardust NFT Hero là trò chơi đầu tiên ra mắt AAA Level RPG Game dựa trên blockchain và tiền điện tử, với 12 chủng tộc dựa trên công nghệ đại diện cho các blockchain khác nhau. Marketplace NFT của trò chơi đang được bán trên OpenSea. Bộ sưu tập bao gồm 6.000 nhân vật chung được tạo ra bởi NFT Star và NFT 256. Đội ngũ giàu kinh nghiệm trong những dự án NFT, đặc biệt là Core Team đến từ NFT Star.